Hello, chào anh em nha, chào cô chú ha. Thì trong clip này em có mấy cái máy ớt tin này rất là ngon nè mọi người. Dùng gia đình rất là thích, giá thành thì nó rẻ. Mình dùng gia đình thì rất là ngon ha. Cắt rất là bóc lắm. Ớt tin Đức. Ha. Thì mình nghe kỹ nha, video này em có 4 cây. Thì máy này thì nó đủ đô nha mọi người. Thì chưa có dọn nha, về hàng bãi về thì chưa có dọn, chưa vệ sinh gì nha mọi người. Mấy cái này rất là đẹp. Thì em đi vào thứ tự nha. Đây. 41cc nha mọi người. Này, Atin 011 nha. Atin 011 AV. Ngoại hình mọi người thấy không? Xuất sắc. Ha. Này Atin Đức sản xuất ở Mỹ nha, lắp ráp ở Mỹ. Ốc tăng lớn này nha mọi người. Máy đủ đô nha mọi người, lam này dài khoảng 4 tấc rưỡi mọi người. Mặt tiền này quá đẹp mọi người. Thì con này khó xích con nha, khó xích con. Này cái số 1 nha mọi người. Đó, giật hơi nghe nè. Đó, hơi rất là căng. Đó, dây giật nè, như mới luôn mọi người. Đó, hơi cực kỳ chắc. Với lại cái mấy cái dòng 009, 010, 011, 012 này ấy, tuy là cái đời nó lâu rồi nhưng mà nó rất là bền nha, rất là trâu bò. Cái này là công suất tầm trung nha mọi người, 41cc nặng 40 ly. Rồi con này cây số 1 này em để cho 1.350.000 nha, cái này để cho 1.350.000 về dọn nha mọi người, chưa dọn nha, là mới. Rồi cây số 2, cây số 2 cũng rất là đẹp nha mọi người, cái này về vệ sinh ra thôi ha, đây nó bẩn. Thì cái này nó cũng vậy nha, cái này là cũng không 11, 41cc. Đó, đẹp, ngoại hình vệ sinh ra tiếng Âu. Làm rất đẹp nha. Làm nó cũng tầm 4 tấc rưỡi mọi người. Mặt tiền đẹp nè. Vệ sinh đây nha mọi người. Tại vì có con nó sẽ bẩn, có con nó ít bẩn hơn nha. Hàng thì em chưa có vệ sinh gì hết á. Làm xích đều là làm nhông hết nha. Mấy con này tăng lớn, kéo hơi nghe nè. Đó, cực kỳ chắc. Cái này cái chiều khó vậy đây. Chiều khó kiểu chưa khó kết sắt hả? Rồi khó xích còn hả? Rồi cây số 2 này cũng 1.350.000 nha. Đó, 1.350.000 được có mấy cây này đẹp, 1.350.000 cây này luôn nha, cây số 2 nha mọi người. Rồi cây số 3 mọi người mua thì chuyển khoản nha, chuyển khoản rồi nhắn địa chỉ chứ em không có ship code nha. Nó chuyển khoản thì mọi người chuyển vào số tài khoản của em rồi nhắn địa chỉ em gửi hàng. Và mọi người thì chốt cây nào thì nói cây đó nha. Ví dụ cây số 1, cây số 2 hoặc là cây số 3 gì đó nha. Này là cây số 3 nha. Đó, cây số 3 cũng 011 nha mọi người. 41cc. Làm xích đẹp. Mặt tiền đẹp ha, đẹp. Đẹp thì nói đẹp nha mọi người chứ không phải nói dốc ở đâu. Đó, làm xích vệ sinh ra đẹp nha. Cái này về vệ sinh đây nha. Cái này nó bẩn. Khó xích. Rồi kiểu hơi nghe này. Có cái canh. Cây số 3 nha, cây số 3 cũng 1.350.000 luôn nha, không bao ship nha mọi người. Đó, giá này không bao ship nha, chưa dọn. Hơi thì khỏi bàn rồi mọi người. Rồi cây số 4 nha, cây số 4 là một cây tay ngắn. Nó thiết kế vừa cái kiểu tay ngắn mà vừa tay dài luôn. Nên làm khi mà mình hạ gốc cây cũng được nha. Ít tin 009, chung cái tem nó đẹp. Cái này còn cái lớp bảo vệ luôn nè. Cái lớp bảo vệ tem này chưa bóc luôn. Con này rất đẹp. Làm ớt tin zin nha. Ớt tin nó khắc chữ ở trên này luôn nha. Ớt tin zin. Mặt tiền rất đẹp nha. Tem luôn. Ớt tin quá đẹp. Lóc đẹp lắm rồi. Mọi người ơi, lóc đẹp lắm. Con nào lóc nó không đẹp hết. Làm con này tầm khoảng 3 tấc rưỡi. Kéo hơi nghe này. Ui, hơi. Thôi là khỏi bàn dây giật này, dây giật ở tin đẹp ghê, dây zin nữa. Rồi ok, cây số 4 thì này nó mẫu tay ngắn nha. Mẫu tay ngắn thì con này em để cho 1.250.000 nha, 1.250.000 con này. Không bao ship nha. Rồi anh em mua con nào thì chuyển khoản giúp em nha, 4 cây đẹp. Đó đẹp nha. Đủ đô nha mọi người, đó, đủ làm sức.